Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Chi Chi Linh Official. Thì hôm nay mình đã mời đến đây một bạn giới thiệu đi. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Đoàn Quốc Thái. Cái video này thì sẽ cùng Chi Chi Linh review về cái món gì nhỉ? Cái món China, cái món China, là cái món China, đồ ăn China. Đồ ăn nội địa Trung. À, đồ ăn nội địa China. Gì đây? Đồ rác ấy. Đánh chuông thì bắt đầu á, nào, chuẩn bị nào. Ok, mình sẽ bóc cái này ra mọi người. Có thể phải dùng bằng kéo các thứ cho lịch sự hơn không? Và cái lớp bé làm một bộ quá như vậy. Cháu duyên dáng cái gì cả sau này? Không ạ. Là tuổi gì? Em tuổi 8. Tuổi 8 à? Đó là mình 8-1. Các bạn ơi, nói với các bạn là mình không là đồ cay. Nhưng mà tại con Chi Linh nó cứ đang đỉnh mình không thích đâu. Nhưng mà trong đây có 3 cái review á. Nên là đầu tiên của mình sẽ đây mình đi cái này. Cái này là cái gì? Đây là cái món sườn xào chua ngọt cho các bạn. Bọn mình không biết tiếng Trung thì là không biết là nó là cái gì. Giống đồ ăn ngày xưa em hay ăn ở cổng trường. Thối quá à, thơm quá à. Không cho các bạn xem là cái gì thì cứ thế hai đứa ăn với nhau. Ăn ra. Thì trong đây thì nó sẽ có một miếng thầy đang quay đường chạy nghỉ này. Nó như là bánh tráng, rất là cay. Nó rất là giống cái vị đồ ăn Trung Quốc ở cổng trường á. Chị Hà câu cạn. Nhưng mà nó giòn hơn rồi nhá. Ừ, đúng vậy. Anh nghĩ ăn thấy hợp, rất là hợp ấy. Anh em chúng ta nên mua thật là nhiều để chúng ta có thể ăn cùng nhau. Người yêu quan trí các đổi qua một khác nha. Món thứ hai đó chính là cá. Khi mà người nhìn thấy, tất nhiên đây chính là cá rồi. Đây là cái cá ruội. Cá gì? Thần ruội. Người ta hay để ăn cơm á. Đây là món cá ruội nha các bạn. Ruội dùng để ăn với cơm. Nó hiện tại không có cơm mà mình ăn bạc. Chưa biết. Ăn dưng. Mẹ cầm cơm. Đấy không phải nhà em. Có duyên. Bằng cắn vậy. Không có bắt được. Cái giống cái cá gì nhỉ? Cái cá phô hồi. Cá phô hồi xưa Thành hay ăn này. Mùi khá là khá. Mình không có bóc được. Bé ơi, xong quá. Xong gì vậy? Thôi bên ngoài không nói nhá. Nó khá là cay á mọi người. Cay quá. Nó khá là cay á. Rất là giống cá cơm kiểu khô, người ta phơi khô xong rồi về kho á. Nhưng mà nó rất là cay. Đồ này rất là sốc các bạn. Khuyên cáo các bạn nha, đồ này là những người đặt con là cay như mình thì không nên ăn nhiều nhé. Ăn 1-2 con. Nhưng mà nó ăn mình nghĩ là ăn với cơm rất là ngon. Bóc phải thì mùi sao vậy? Anh đưa cho mày nhé. Để thì tình cảm anh em này. Rồi đi em. Phải món thứ 3 là chính là cái món các bạn này. Đây là cái
quay không quay như bình thường đâu, nó bị sốc cơ. À, cái gì vậy? Cái đấy á. Ăn được biết. Mọi người ơi, ăn xong. It was at this moment that he knew he fucked up. Xong rồi mình xin nha, mình nuốt nước bọt lại sao. Đây, mình đang ăn món này. Đề nghị là mấy ông Trung Quốc xong làm món ăn cho người Việt ăn thì nhớ Việt sắp nhé. Thể luôn, chả biết chữ nào còn đọc cho các bạn biết chứ. Toàn Trung Quốc ngay biết được. Nó là đồ nội địa mà. Nội địa Trung Quốc thì đâu phải sắp cho ai xem. Đúng. Chúng ta làm cho người Trung mà. Tiếng Việt hả ai? Việt sắp để còn bán được nhiều hơn. Ok. Anh nghĩ là có thể nhiều cái gì làm bông à, chưa liếm, các bạn có thể chứng nhận mình chưa liếm. Mong là mình mà liếm chi hiền chó. Mình vừa ăn cay rất là giỏi. Chưa liếm. Nhưng mà cay lắm mọi người ạ. Mình thật sự không biết này là cái gì. Mùi này hơi bị cay, các bạn thông cảm. Cái này là củ cải muối. Chi hiền làm cái gì sao phải tìm hiểu nhé. Cắt đi ăn. Nhưng mà ai mà em bây giờ có thêm một cách mới bất gì đó là chị Hằng Bông. Đúng. Những món mà Thành không ăn được thì mình sẽ ăn. Đây mình sẽ ăn cái này tiếp theo. Nhìn rất khá là ok ăn mọi người. Đây anh cho. Đúng. Có mỗi người một gói mà. Có ba gói. Chị khá là ok. Bây giờ nha. Bây giờ mọi người ăn thử đi rồi cảm nhận nha. Từ chi trước này. Ờ. Chị ăn rồi bóc đi. Rồi mọi người thử cảm nhận từ cái một cái mới hay. Mỗi con bông. Cái mèo á thì rất là ừ. Cái này á mọi người. Rồi. Mọi người bông cảm nhận đi. Ta ăn khá ngon. Mùi xỉ mèo chứ. Ta ăn khá ngon. Mùi xỉ mèo chứ. Ngon. Ăn ngon đấy. Được. Cái tớ nhiều bông. Ơ mà không hẳn là nó tỏ so với tất cả mọi người. Tại vì mình là người Việt Nam ấy. Đồ chung thì có thể mình ăn sẽ không quen. Trung Quốc là thường thường đồ ăn nó sẽ thêm vị cay hơn đúng không? Không phải sẽ thêm tất cả đồ cay luôn ạ. Hiểu không? Cảm nhận như là chi? Nó giống giò nhưng mà vị của nó lại cay cay. Nó như kiểu giò chay của Việt Nam ấy mọi người ạ. Nhưng mà nó cay. Ừ nhưng mà nó cay cay, nó có mùi vừng vừng. Nhưng mà nhìn hình không được đẹp lắm, nhưng nhìn trông hơi giống cái cục đất à. Không, cũng hơi giống hơi giống miếng thịt mà không được tươi lắm. Chị chấm điểm món này bao nhiêu điểm? Chắc tầm 6 điểm. Chị ăn bông. Mình nghĩ là mình cho cả mì. Mì à? Xếp ra đây. Hay là cái mì dạ dày à? Hay là mì? Đây là gà ấy mọi người. Nó giống như kiểu một cái sợi mì các bạn. Thử xem nhé, mình sẽ thử trước nhé. Dạ dày. Đúng không? Sự sự các bạn ạ. Sự sự. Hay là sự. Sự thế nào ấy? Ăn cứ cộp ấy. Các bạn ơi, cái miếng của mình nó bán liền này nên là mình phải chấp nhận ăn thôi. Chứ mình không muốn ăn nhiều đâu. Tức là đồ ăn nó không ăn nhiều. Nhiều người ta lại bảo là mình ăn than. Thì ăn thử cho mọi người. Còn là mình cho 3 điểm. Các bạn ăn được này. Chuối. Thì sẽ cho ăn bú cả cái bình đi. Em khát lắm rồi. Mọi người đừng xem kỹ cảnh này. Ở đây. Các con đời như là cái gì nhỉ? Cái hạt đỗ đi ăn đúng không? Cái này là hạt hướng dương nha mọi người. Hướng dương ấy. Nhưng mà bên ngoài nó sẽ có một lớp kiểu giống như cái lớp hạt đỗ đen một vàng à. Cái lớp nó giống như kiểu bình giã. Nhưng mà đây là hạt hướng dương, nó cũng bằng như thế. Ngon này, cái này ngon. Cái này ăn khá là vui mồm. Như thế này. Mình sẽ cho anh 9 điểm. Cho anh 10 điểm. Ôi, mình quá thích. It was at this moment that he knew he fucked up. Mình cho cái này 10 điểm. Đúng. Wow, cái này ngon khá cao, cái này ngon. Cho mình ăn hết. Chị Quỳnh Quê cùng chị Khánh Vương đi ăn thử thách 24 ở trong nhà vệ sinh. Ở nhà. Mặt. Rau gì ạ? Rất là giống. Rong biển xanh các bạn ạ. Rong biển xanh muối.
rong biển xanh muối. Món này mình cứ cho nó 8 điểm. Mình cho 3 điểm. Quá đấy. Em thấy một bài. Quỳnh đi ra. Đây là tốt đàn của mình theo kia đồ cay. Mọi người nhìn mặt. Chào nước đó. Chào mọi người đến với kênh là YouTube của Đàn Quốc Thành. Đồ cay xong ngất miệng luôn. Đàn Quốc Thành đang ngất rồi các bạn ạ. Tại vì Đàn Quốc Thành không ăn đồ cay. Chào các bạn. Chào các bạn. Bọn mình sẽ kết thúc ở đây và mọi người nhớ like, share và nhớ tôi mình thêm nhiều ý tưởng mọi người sẽ làm trong video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.